nhìn trăng xế sao hè. Xin thay mặt Á Quân Hà Mỹ Anh xin cảm ơn những cành lộc thương thương của tất cả các anh các chị các em đã gửi tặng cho nghệ sĩ Hà Mỹ Anh rất là nhiều. Và trước khi quý vị thưởng thức bộ lớp trí đoàn rất nổi tiếng dự án Mang Ưu của em Đức Tài thì chú Thanh xin mời vị chào đón lời nghệ sĩ Quyền Trân. Dạ, quý vị biết không, nhạc sĩ em hát cũng rất hay đó, nhạc sĩ Văn Cường, quý vị cũng từng xem á, trên YouTuber quý vị á, Thành Vinh đó, chút xíu hát nha. Lát được nào anh hát mình xong ca ha. Dạ vâng ạ, và cũng để trở lại chương trình văn nghệ của sư gửi đến cho toàn thể tất cả quý vị với hai câu dụng cụ trong lớp trích đoạn được mang tên Giọt Máu Oan Cừu, xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Oh,
Giờ có nhiều đêm mưa buồn lạnh lạnh nhìn áng mây trôi về tận cuối chân trời. Và có xin thay mặt nghệ sĩ Quyền Trân xin cảm ơn những cành lộc thân thương của tất cả các anh các chị đã gửi tặng, xin cảm ơn. Và xin chào đón những người anh người em mới tới nhân ngày kỷ niệm 100 ngày mất của mẹ anh Thống hôm nay. Và Chị Thanh cũng xin thay mặt gia đình Thống xin cảm ơn những tình cảm thân thương của gia đình, của gia tộc nào ngoài hai bên, quý vị và khách đã dành thời gian dự cái ngày 100 ngày mất của mẹ anh Thống hôm nay trong buổi chiều. Và thầy theo lời cầu của anh Thống cũng như tất cả các anh các em, xin mời vị chào đón lại quý chương giảng dạy Trần Hữu Trang với một bài hát rất nổi tiếng của cố sơn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, bài các cụ được mang tên Lá Trầu Xanh. Xin mời nghệ sĩ Thanh Tâm. Dạ, thầy theo lời yêu cầu của anh Thống, Thanh Tâm xin được phép gửi tặng cho anh cùng toàn thể các anh chị với một bài dòng cổ Lá Trầu Xanh, một sáng tác của sơn giả nhân dân Diễn Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thương nhau cao bồ làm đối một lá trầu xanh ngắm nở cứ buổi chiều ta cùng còn quay vòng bóng người thương. Mình nên duyên nên thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên dòng I'm
Cảm ơn các anh rất nhiều ạ.